Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, vùng mưa lớn ở Trung Bộ chiều nay sẽ dịch hẳn lên khu vực Bắc Trung Bộ. Lũ nhiều sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Chiều nay, Thanh Hóa, Nghệ An là hai nơi có mưa to nhất, với lượng mưa từ 70 đến 150mm và có nơi trên 250mm. Từ nay đến mai, đỉnh lũ trên các sông ở Nghệ An, các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu sông Mã, sông La dưới mức báo động 1. Khu vực ngập lụt còn mở rộng, người dân không được chủ quan, không đi bộ, lái xe qua dòng nước lũ. Dòng nước chảy xiết có độ sâu khoảng 15cm là người có thể bị ngã khi đi bộ. Nước sâu khoảng 30cm, nhiều xe cỡ nhỏ dễ bị cuốn đi. Dòng nước chảy xiết cao trên 60cm có thể cuốn hầu hết các loại xe.